Đây là bài đọc tuần 4 nha các bạn, xin chào. Cuộc sống của những cái beat ở Europe. Một cái movement là một cái sự di chuyển chói lóa của màu sắc khi nó bắt thức ăn của nó ở trong không khí. Beat ở châu Âu thì moves between continents, di chuyển giữa ba cái lục địa. True to the name, thực sự như là cái tên của chúng. Beaters, ăn bees. Mặc dù cái diet, cái chế độ ăn của họ bao gồm bất kỳ cái con insect là cái con côn trùng bay nào, any là bất kỳ. Khi mà cái con chim nó bắt một con ong, nó quay trở lại cái cây của nó để get rid of, hoặc luôn này mọi người, để thoát khỏi cái poison là cái chất độc của con ong. Câu này hơi cao cấp một xíu, mọi người nghe phân tích này. Get rid of bee, the bee's poison ha. Cái mà it does very, cái mà nó với works, nó thực sự làm rất là hiệu quả, một cách rất là hiệu quả. Nó thì hit, nó đập cái đầu của cái con insect là con on one side of the branch là gì? Vào một cái bên của nhánh cây, sau đó rubs its body on the other side đó, bề mặt khác của cái nhánh cành cây này, cái sự chà sát này làm con mồi của nó harmless, là không còn nguy hiểm nữa. Cái con này tạo những cái gia đình cái mặt nhân giống ấy, trong mùa xuân và mùa hè, xuyên suốt một khu vực cái mà mở rộng từ Spain tới Kazakhstan, những thung lũng sông và gần với khu vực nông trại, cung cấp những cái con số rất là khổng lồ của insects này, của những cái con côn flocks và những cái đàn của cái loài chim này, theo cái tractors. Tractors là những cái máy kéo hoặc là những cái máy bay có cánh cánh quạt xoay xoay ở đầu á. Theo những cái tractors, khi mà những cái máy này ha, làm việc ở trên những cánh đồng field, khi những cái con chim này đi tới một cái tổ ong, chúng ăn rất là giỏi, ăn rất là khỏe. Một cái nhà nghiên cứu đã từng tìm ra 100 con ong trong một cái dạ dày của một cái con bee eater gần một cái tổ European bees, thì nó pass the winter. Pass là gì? Nó đi qua cái mùa đông bằng cách ngủ ở trong tổ của chúng. Cái mà cuts off the bee eater's main source of food, có nghĩa là cái những cái tổ đó nó cắt luôn đi nguồn chính là của những con chim này. Vì vậy vào cuối mùa hè thì những con chim này bắt đầu một chuyến đi dài và nguy hiểm. Massive flocks là những đàn chim khổng lồ từ Spain, từ France và từ phía Bắc Italy băng qua sa mạc Sahara tới những cái vùng đất mùa đông của chúng ở West Africa. Thì những cái con chim này từ Hungary và những cái phần khác ở đây băng qua cái Địa Trung Hải và sa mạc Arabian tới cái mùa đông ở phía nam của Africa. Nó thì là cái mưu mẹo cực kỳ nguy hiểm, cái sự di cư này. Đây là một cấu trúc đặc biệt ha, it's gì đó rồi this này, lẽ ra câu này phải là this immigration is an extremely risky stratagem, nhưng mà vì cấu trúc đặc biệt để nhấn mạnh cho nên là đặt chủ ngữ giả ít lên, phải và đưa này. Ông này nói, cái này không quan trọng. Ít nhất 30% của những con chim sẽ bị giết bởi những kẻ săn mồi trước chúng quay trở lại châu Âu vào mùa xuân tiếp theo. Vào mùa xuân chúng trở lại châu Âu. Những con chim thì đã làm tổ bằng cách đào những cái tunnels là những cái đường hầm ở những cái bờ sông ha, riverbanks là bờ sông. Chúng làm lên tới 20 ngày. By the end of the job, là vào lúc mà cuối cùng của công việc, thì chúng đã di chuyển 10 đến 25 pounds của đất, nhiều hơn 80 lần trọng lượng của chúng. Cái mùa làm tổ là một thời gian khi những cái gia đình giúp đỡ lẫn nhau, những cái đứa con trai và những ông chú feed là gì, cho ăn những cái con chim con của anh em hoặc là của cha cha chúng. As soon as là gì, ngay khi
chúng đi ra khỏi cái trứng của chúng, come out of. Những cái người giúp đỡ này thì cũng có lợi. À, cha mẹ với những cái người giúp đỡ có thể cung cấp nhiều thức ăn cho cái đám chim con để tiếp cái family life. Nó là một cuộc sống ngắn ngủi nhưng mà cực kỳ ngoạn mục. Những cái con chim này thì nó sống khoảng 5 đến 6 năm. Những khó khăn của việc di cư và việc tránh những con mồi dọc theo con đường thì nó affect every bird là gì? Nó tác động vào một từng con chim. Những con chim này ngày nay cũng thấy là khó khăn hơn để tìm thức ăn. Khi mà có ít côn trùng hơn ở xung quanh như kết quả của cái việc sử dụng thuốc trừ sâu, breeding làm những nơi thì cũng gì disappearing đang biến mất. Khi mà các dòng sông thì turn into concrete volcanoes, những dòng sông bị chuyển thành, turn into là chuyển thành ha mọi người học, những cái dòng kênh mà được có tường là làm bằng concrete là bê tông, concrete volcanoes có nghĩa là chúng không có làm tổ dọc cái bờ sông được nữa. Bài tiếp theo, Buy Nothing Day, ngày không mua gì cả, bắt đầu vào những năm 90 ở Vancouver, Canada. Nó là cái ý tưởng của một người đàn ông tên là này và tổ chức của ông ta tên là này. Trước khi bắt đầu cái tổ chức này thì Lance đã làm việc cho rất nhiều năm trong cái lĩnh vực quảng cáo. Ông ấy đã giúp các công ty nghiên cứu cái gì tác động lên con người để mà mua các thứ. Nhưng ông ta bắt đầu đặt câu hỏi, question the way, là gì? Ông ta bắt đầu thắc mắc về những cái cách mà những nhà quảng cáo tác động lên người ta để mà mua thứ, tức là những nhà quảng cáo tác động lên cách người ta mua hàng. Ông ta cũng đặt thắc mắc về cái văn hóa của việc mua sắm, liệu nó là tốt để mà làm cho người ta cảm thấy thích cái mà nên luôn luôn muốn nhiều hơn và nhiều hơn hay không. Thì cái chiến dịch này criticize, cái chiến dịch này nó phê bình cái văn hóa này của chủ nghĩa tiêu thụ, consumerism. Consumerism, mọi người cứ đọc đi đọc lại những từ mới này, cha ở đây không có consumerism. Lancy nhận ra rằng người ta cần để consume là gì, tiêu tiêu thụ các thứ, họ phải mua những cái thứ để ăn. Thì ở đây đưa về thì hiện tại đơn này, có thể đây đang trình bày một cái sự thật đi ha. Ông này nhận ra rằng người ta cần tiêu thụ các thứ, người ta phải này, họ đánh máy sai đó mọi người, họ phải mua những thứ để ăn, để sống và thậm chí để gì thưởng thức cuộc sống, enjoy life. Nhưng ông ta tin rằng rất nhiều công ty khuyến khích người ta đấy, khuyến khích somebody thì phải chu này, mua hoặc là tiêu thụ far more than is necessary là gì, tiêu thụ nhiều hơn mức cần thiết. Ngành quảng cáo, advertising this way, quảng cáo cách này giúp các công ty kiếm tiền, nhưng ông này tin rằng nó thì hurts people and culture, đến thì nó làm đau hoặc nó làm ảnh hưởng đến people và culture. Mọi người nhớ chữ hurt thì rất là phổ biến, trong khi mà người bản xứ nói chuyện với họ nói là ở nó thì không có gì tổn hại để làm điều đó, it doesn't hurt to do that, it doesn't hurt to try. So ông này quyết định dùng việc quảng cáo chống lại các công ty. Cái adbusters của ông thì đã cố giúp người ta hiểu một vài những cái giá trị giả, false là không có thật ấy, và cái những cái ý tưởng đằng sau quảng cáo. Cái giá trị chính với công ty này chống lại là cái idea, là ý tưởng bạn phải consume là tiêu thụ nhiều hơn để trở nên hạnh phúc. Thực ra đây là value, nó hơi kỳ, lẽ ra là main message. Và một cách họ làm điều này là bằng cách khuyến khích này. One way they do this is, thì is này là bằng là chủ ngữ, là vị ngữ của one way, là bằng cách khuyến khích người ta celebrate là gì, ăn mừng cái ngày này. Cái ngày này thì được ăn mừng vào cái ngày thứ sáu thứ tư mỗi tháng 11. Cái tổ chức này đã chọn ngày này vì một lý do rất quan trọng, nó là cái ngày mua lớn nhất của một năm.
những cái nhà quảng cáo gọi cái ngày này là Black Friday. Cái ngày Black Friday á, thì đặc biệt nổi tiếng ở Mỹ. Nó là cái ngày sau sau cái Thanksgiving, sau cái lễ Thanksgiving của đất nước. Trong ngày Thanksgiving, người ta ở Mỹ thì tụ tập với gia đình và friends để ăn một bữa ăn và đưa những lời cảm ơn. Trong những năm gần đây, những cái cửa hiệu bắt đầu giảm giá của chúng. Cái ngày sau Thanksgiving, họ muốn khuyến khích người ta bắt đầu mua quà cho lễ Giáng sinh vào tháng 12. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Black Friday đã và đang trở thành nổi tiếng vì một cái điều gì, một cái điều khác: sự tham lam và bạo lực. Trong ngày Black Friday, những stores thì offer là để cung cấp những cái giá mà giảm cực kỳ khủng, nhưng họ cũng cung cấp những cái lượng sản phẩm giới hạn. Vì vậy người ta đến sớm hơn vào buổi sáng, come early là đến sớm vào buổi sáng, hoặc thậm chí là cái đêm trước đó để đứng thành những cái hàng bên ngoài những cửa tiệm. Thỉnh thoảng người ta đẩy và đánh để trở thành người đầu tiên đi vào trong cái tiệm. Vài người thậm chí là đã chết trong những cái vụ náo loạn của Black Friday. Cái ngày không mua gì cả, hy vọng chấm dứt cái sự tham lam và bạo lực của cái ngày này. Nhưng cái thông điệp của nó, message là lớn hơn. Cái ngày này thì cho những người ở Mỹ và xung quanh thế giới, rất nhiều nước khác cũng có những cái vấn đề đang gia tăng với quá nhiều sự tiêu thụ. 62 nước khác nhau từ Đức tới Nhật đã ăn mừng cái ngày này. Và cái thông điệp là như nhau ở tất cả mọi nơi. It's the same everywhere. Mua quá nhiều sẽ hurt people, sẽ làm tổn hại người, con người, văn hóa và hành tinh. Nhưng cái ngày này chỉ là một cái ý tưởng đơn giản. Nó chống lại văn hóa tiêu dùng bằng cách là yêu cầu chúng ta ngừng mua, ngừng việc mua sắm cho một ngày. Phải stop đi với Vogue Inc. luôn này. Bất kỳ ai có thể làm nó nếu họ spend một ngày, họ xài một ngày mà không mua gì cả. Đối với nhiều người thì cái ngày này là một cái protest, là sự phản đối, là một sự phản đối protest. Với nhiều người khác nó là một cái bữa tiệc, vài nhóm đi đến những cái tiệm và khuyến khích những người khác không mua gì cả. Những người khác thì tụ tập với nhau, gather together để mà làm những cái món quà Christmas thay vì mua mua chúng là mua quà đó. Và vài người dùng cái ngày này để tạo ra những cái tác phẩm nghệ thuật. Works of art là những tác phẩm nghệ thuật, cái mà chống lại, protest against thông điệp mua tiêu dùng. Thông thường người ta ăn mừng bằng thưởng thức những cái free gift từ tự nhiên. Họ go for walks, họ đi bộ này, hoặc là đi ngắm trời lặn cùng với nhau. Một cái quy định của Buy Nothing Day là không có buy bất cứ thứ gì hết. Vài người thắc mắc liệu là cái ngày này có thể thực sự thay đổi cái văn hóa không. Nó chỉ là một ngày, và việc bảo người ta không làm bất cứ cái gì thường là không có hiệu quả. Những người khác thì nói rằng những cái người tiêu dùng should not just buy less, không nên chỉ mua ít hơn, nhưng mà họ cũng nên mua tốt hơn. Những người này thì khuyến khích cái người tiêu dùng, khuyến khích đi với Tu nhá, để mà mua những thứ cái mà được làm trong những cái cách, cái mà không có tổn hại đến con người và môi trường. Nhưng cái ngày này thì nó does get people nhấn mạnh này, thực sự là làm cho người ta nghĩ về, vậy get people thinking, học luôn cái cụm này, get people thinking là thực sự làm cho người ta nghĩ về những cái tác động tiêu cực của việc mua quá nhiều. Rất nhiều người đã và đang, đã hoàn thành, tại vì đang nói về sự thật cho đến đây, đến bây giờ, đã và đang có cái trải nghiệm mang tính rút kinh nghiệm học thực sự sâu sắc khi mà họ cố celebrating cái ngày này. Nó thì giống như là gì, từ bỏ một cái sự nghiện, drugs là đối với ma túy.
mua nhiều hơn và nhiều thứ hơn, có thể giống như là một sự nghiện ngập, addiction nha mọi người. Addiction, mọi người đọc thấy nhấn âm hai nó sẽ có. À, cái cấu trúc này là cấu trúc gì? The more. Người ta càng mua nhiều thứ thì người ta càng muốn thêm. Người ta hạnh phúc hơn và thỏa mãn hơn khi người ta xài tiền ở trong những cái trải nghiệm thay vì những cái thứ. Sự thỏa mãn về những cái mà mua được đã giảm xuyên suốt thời gian. Một cái new car bây giờ không, stay new for very long. Một cái xe mơ hơi mới thì không có tồn tại như là mới cho một khoảng thời gian dài. Nhưng mà một cái trải nghiệm đầy thỏa đáng thường trở nên more positive là gì? Cũng thế thôi. Trở nên trở thành đằng sau nó là adjective. Trở nên tích cực hơn qua thời gian khi mà chúng ta nhớ nhớ nó. Cái kết luận này nó đi xa hơn một xíu cho so với cái bài. Để tóm lại ở đây là cái bài về consumerism và cái idea khuyên người ta mua ít đi để tránh làm tổn hại con người và văn hóa. Cái con heo humpback nó breaks migration break records là cái con whale, humpback whale nó đã phá kỷ lục di cư di chuyển. Một con cá voi đã làm kinh ngạc những nhà nghiên cứu với cái chuyến đi của nó. Một mình con cá voi này đã đi hơn 9.800 km từ cái khu vực breeding là thuộc về sinh sinh nở ở Brazil tới những cái khu vực ở Madagascar. Setting a record là để đặt ra một cái kỷ lục cho cái chuyến di cư của động vật có vú dài nhất mà đã từng được ghi nhận, documented là được ghi lại, ghi chú lại thành cái document. Cái có những con cá voi humpback được biết đến là có vài trong số have a, nói chung ở đây là có vài cái này, vài cái đi tìm danh từ nè. The longest là cấu trúc của so sánh nhất này. Migration distance, ok, vậy là nó có một vài cái khoảng cách di cư dài nhất. Và cái chuyến đi khổng lồ này thì khoảng 400 km, xa hơn là cái previous là gì? Cái trước đây, cái record về về cái loài này trước đây. Cái kết quả được tìm ra đó bởi cái ông này, một cái nhà sinh học tại cái trường đại học. Cái chuyến đi của con cá voi này thì không, was unusual, nó bất thường, not only but also này, không chỉ bởi cái độ dài của nó, for nhé mọi người, bởi vì ha, nhưng mà cũng bởi vì, thì for nó đằng sau nó là noun, còn because đằng sau nó là cấu trúc subject verb object ha, nhưng còn bởi vì nó đã đi băng qua hầu như là 90 mức độ của longitude là kinh độ, 90 cái mức độ của kinh độ từ tây sang đông. Một cách điển hình thì những con cá voi humpbacks này nó di chuyển ở trong cái hướng bắc nam giữa gì đây, những cái khu vực feeding là khu vực tìm kiếm thức ăn lạnh và những cái khu vực sinh sản ấm, ground là bằng cái khu vực là đất đó, nhưng mà ở đây trên biển nên mình không hiểu đất được. Và những chuyến đi dài nhất, cái mà đã và đang được record cho đến nay thì đã và đang là những cái địa điểm sinh sản và địa điểm săn mồi. Con cá voi này giờ là đang nói với con cá voi mà chúng ta nói tới cho nên nó xác định bằng giờ ha. Một con female là con cá thì lần đầu tiên được nhìn thấy ở cái ở xa bờ biển của Brazil ha. Spot là nhìn thấy như nó như một cái điểm á. Spotted off là phía xa bờ biển ha. Mọi người thấy chữ off off là nó ở đâu á? Tút đằng nơi những nhà nghiên cứu đã chụp được cái ok cái đuôi của nó và lấy cái mẫu ra cho cái việc thử thí nghiệm gì đây này, kiểm tra gì đây này để xác định cái sex là cái gender, giới tính của cái con này. 2 năm sau đó một du khách trên một cái con thuyền xem cá voi thì đã cũng là snapped a photo, có nghĩa là cũng là chụp một cái tấm hình của con cá voi gần Madagascar để match, làm cho hai cái nó thích ứng với nhau thì là match, để match hai cái sightings, hai cái bức hình chụp được này.
thì cái team của ông này đã sử dụng một cái mục lục quốc tế mở của những nhiều cái bức hình của undersize ở mặt dưới cái đuôi của nó, cái mà có những cái markings là những cái vết cực kỳ khác biệt, distinctive ha. Những cái nhà nghiên cứu researchers thì routinely thường là so sánh cái những cái dấu này trong mỗi cái photograph mới với những cái đã được gì đã được lưu trữ archive. Những nhà khoa học chuyến đi cái hành trình ngắn nhất có thể của cái con động vật này là một cái arc skirting the southern tip of, một cái hình cung của cái rìa phía nam của South Africa và đi hướng lên hết là đi hướng lên phía đông bắc về phía Madagascar. Cái khoảng cách tối thiểu là từng này cây số ông này nói, nhưng nó thì dường như là học luôn cụm này to be likely to là có xu hướng là một cái sự đánh giá thấp, bởi vì cái con cá voi này thì chắc có thể chắc chắn dường như chắc chắn là đã thúc một cái detour đi làm một cái gì đây, một cái bước ngoặt, một cái chỗ ngoặt á để mà feed on, để mà ăn cái con krill này là cái thức ăn của cái loài cá voi này ở trong cái biển phía nam gần với Antarctica, gần với cực bắc, trước khi đạt tới cái destination là cái nơi đến của nó. Hầu hết những nhà nghiên cứu cá voi humpback thì tập trung nỗ lực của họ vào cái Northern Hemisphere, bởi vì cái biển Nam gần với cực Bắc là một cái môi trường đầy thù thù nghịch. Hostile là rất là khắc nghiệt, không không có thân thiện với sự sống, và nó thì khó để mà đi vào. Ông này giải thích. Nhưng đối với những con cá voi thì đại dương ở trong cái khu vực này, Southern Hemisphere là Nam bán cầu, thì nó rộng hơn và nó dễ để đi vào, đi băng qua. Ông này nói, những nhà khoa học thì dường như chắc chắn là quan sát những cái chuyến đi dài hơn trong cái Nam bán cầu, như là satellite tracking là gì đây, họ thì observe more khi mà gì đây cái việc lần dấu dùng vệ tinh ấy, trở nên gì đây càng lúc càng phổ biến. Ông này tại đại học này nói rằng cái chuyến đi phá cái kỷ lục có thể chỉ ra rằng kiểu loại patterns là kiểu kiểu ha kiểu di cư đang thay đổi khi mà những dân số bắt đầu recover là gì hồi phục từ cái sự gần như là tuyệt chủng near extinction, và cái dân số tăng. Nhưng những lý do tại sao mà con cá voi này không có theo cái con đường di cư thông thường thì vẫn còn là một cái điều bí ẩn, remain a mystery, remain là vẫn còn tồn tại. Bây giờ các bạn thấy cái cấu trúc này không? Could have a verb 3 thì người ta dự đoán một cái điều gì đó trong quá khứ thì người ta dùng could và đã xảy ra rồi á, và vì là dự đoán là một cái giả thiết giống như if 3 cho nên là mới đi cái have a verb 3. Con cá voi này có thể đã khám phá habitats là khám phá những cái khu vực mới, hoặc đơn giản là đã gì have lost her way là đã bị lạc đường. Chúng tôi thường nghĩ về những con cá voi như là những cái đối tượng đã được nghiên cứu khá khá là tốt, nhưng mà sau đó thì chúng thường gì làm chúng tôi ngạc nhiên với những thứ như thế này. Ông này nói một cách không nghi ngờ có rất nhiều thứ chúng ta vẫn không biết về cái sự di cư của loài cá voi.